Ví dụ như đây là một cái đồ án truyện tranh trong một học phần trong cái hội mình học đại học. Đây, cái cuốn này cuốn truyện tranh của mình vẽ nè. Đây, nói chung mình vẽ về chiến tranh thế giới thứ hai, một cái trận ở Trân Châu đó. Mình vẽ cũng bằng màu nước rồi mình lên Photoshop rồi mình cũng đồ lại rồi mình cũng đánh cái nội dung lên thôi. Hi, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ dành một chút xíu thời gian để mà nói cho các bạn và chia sẻ cho các bạn một chút xíu về cái gọi là cách mình vẽ truyện tranh nó như thế nào cho nó đơn giản mà nhìn nó hấp dẫn lôi cuốn ha. Thì đây có lẽ là một cái chủ đề mà đối với tất cả các bạn nào mà có liên quan tới vẽ vời hay là nghệ thuật thì chắc chắn mình sẽ đụng tới cái này. Tại vì các bạn cũng đã biết rồi, cái nền tảng của cảm hứng sáng tạo nghệ thuật nó cũng đến từ truyện tranh mà ra. Những cái thế hệ như mình và nhỏ hơn hoặc lớn hơn thì cũng tiếp cận cái truyện tranh nó từ rất là sớm, cho nên cái niềm cảm hứng nó là bất diệt. Vì vậy là mình cũng không có ngoại lệ, nên mình cũng là một người rất là thích vẽ truyện tranh, thích vẽ từ cái hồi mà chưa biết gì về khái niệm vẽ, chỉ cần đặt bút lên vẽ, nói chung là nó có sao coi vậy cũng được. Bắt chước theo cái kiểu đó, trong truyện tranh người ta dạng bố cục sao mình làm y vậy. Thì ngày hôm nay là mình sẽ đúc kết ra cho các bạn năm cái bước để làm sao mà vẽ truyện tranh nó đơn giản mà nó dễ hiểu, mà nó giúp cho các bạn khi mà khoe những cái tác phẩm nó ra thì không bị chê ha. Ok, thì đầu tiên thì các bạn nên, trước khi bắt tay vào vẽ truyện tranh thì các bạn nên là thu thập ý tưởng, lên ý tưởng, đi tìm cái gọi là cái câu chuyện cá nhân của chính mình cũng được, hay là câu chuyện nhật ký, hay là câu chuyện của một ai đó, một sự kiện hay một tình huống nào đó ha. Các bạn tổng hợp, các bạn thấy hay. Truyện tranh thì nó đâu có nhất thiết là bắt buộc các bạn là vẽ nó phải dài dòng, nó lê thê đâu. Các bạn chỉ cần làm 3 khung hoặc 2 khung hoặc thậm chí là một khung thôi cũng gọi là truyện tranh rồi. Mà ở đây chúng ta nghĩ rằng đó là để mà vẽ được một cái truyện tranh gì đó mà nó dài lê thê thì một là các bạn đã quá đỉnh rồi, hai là các bạn làm truyện nó quá nhảm thì nó mới dài lê thê vậy thôi. Còn ở cái trình độ thấp như mình đó thì mình chỉ dám chia sẻ ở cái mức độ là cỡ một trang A4 hoặc là 2-3 trang hoặc là 2-3 khung cũng được đó. Thì các bạn tìm kiếm một cho mình, trước tiên là thu thập ý tưởng đi, lên ý tưởng. À, hôm nay mình muốn vẽ về cái chủ đề là an toàn giao thông, hay là chủ đề lớp học, hay là có những cái sự kiện gì đó bên ngoài mà mình cảm thấy vui, cảm thấy buồn cười á, trong cái cuộc sống của mình, thì mình viết nó ra giấy ha, viết hết các cái ý tưởng nó ra giấy. Thì bắt đầu tới cái khúc mà viết ý tưởng ra giấy thì chúng ta đã bước vào cái bước thứ hai. Ok, bước thứ hai á thì là như thế này: sau khi mà chúng ta đã có ý tưởng rồi á, chúng ta đã có câu chuyện của mình rồi, chúng ta bắt đầu bước thứ hai là như thế nào. Bước thứ hai là cũng rất là quan trọng, đó chính là sketch. Sketch là gì? Sketch là có nghĩa là chúng ta lên ý tưởng phác thảo cho cái khung hình đó. Ví dụ như có cái tình huống là chuẩn bị nói chuyện cà phê cà pháo, rồi cái bắt đầu đi ra ngoài đường, rồi cái có những tình huống đánh lộn đấm đá gì đó, thì các bạn phải phác thảo ra. Tại vì chúng ta phải phác thảo nhiều để mà chúng ta xây dựng nên được cái cảnh nó đẹp á, thì cái truyện tranh của bạn nó mới cuốn hút được đó. Thì các bạn cứ phác thảo trước cũng được, rồi sau đó bắt đầu mới kẻ khung từng ô từng ô từng ô như vậy đó, ô lớn ô nhỏ. Thì cái này là cách chúng ta gọi là học được từ những cái cuốn truyện tranh thôi. Ví dụ như cái khung hình đó là cái cảnh có 2 người thì chúng ta vẽ cái khung đó bao to là được, và chúng ta phải cân đối giữa cái bố cục. Ví dụ như đây ha, hồi đó mình có vẽ một số cái tấm truyện tranh trên cái khổ A4, mình vẽ trên cái khổ A4 như thế này. Đây, đây là khổ A4 nằm dọc nha, mình vẽ theo chiều ngang. Trước khi mình vẽ là mình bắt đầu mình kẻ cái khung dài dài ha, bo riêng đây, rồi bắt đầu mình sẽ tiến hành vẽ từng khung một đó. Một là dày, hai là dày, ba thế này thế này thế này thế này đó, rồi mới 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 ra.
Nhưng mà ý là đây là cái bản gọi như là final của mình. Nhưng mà cái tấm này mình vẽ cách đây là cũng mười mấy năm rồi, năm mình học 12 á, là từ năm 2012 là cũng 10 năm, ok. Thì đây là những cái cuốn truyện đầu tay của mình thôi. Thì đó là các bạn phải sketch nha. Đây, sketch mới đầu là phát thảo chì thôi. Mình đang ở bước thứ hai mà. Đây, đợi xíu. Đây, mình show cho các bạn coi thế nào là sketch. Sao kỳ ta, sáng vẽ ở đâu mất tiêu không biết. Đây, sketch là như nè. Đó, các bạn có cái ý tưởng. Ví dụ như trong cái cuốn, trong cái tình huống này là ở sáng sớm cạo râu, có cầm gương, uống cà phê và có con mèo. Đó, thì khi mà chúng ta đã có ý tưởng thì chúng ta bắt đầu sketch chì nó như vậy. Tại vì sao phải sketch bút chì trước, để mà khi mà chúng ta có sai thì chúng ta lấy gom chúng ta bôi chỉnh sửa nó dễ. Đó là bước thứ hai, là cái bước rất quan trọng nha các bạn. Các bạn hài lòng với tất cả các sketch của bạn trên một cái tấm giấy A4 rồi á, thì các bạn mới tiến hành qua cái bước thứ ba. Tại vì cái bước thứ ba này là bút xa gà chết, đặt bút vô là không có sửa được. Là gì? Bước thứ ba chính là đi nét line. Đi nét line là chúng ta dùng một cái cây bút, như hôm bữa clip trước mình có nói, dùng Micron hay là Mavi Uchida gì đó, chúng ta dùng cái cây bút này để chúng ta line nét trực tiếp vào cái trên cái bút chì đó, trên cái nét sketch phát thảo bút chì đó. Đó, sau khi mà chúng ta đã line cái nét này lên đó, là chúng ta bắt đầu biết được rằng à, cái vị trí nào là vị trí đậm nhạt, vị trí nào là vị trí sáng tối. Đó, để mà chúng ta đưa vô cái bước thứ 4. Là cái bước thứ 4 á, là sau khi mà cái bước mà đi nét line xong á, là bút xa gà chết rồi. Giờ mà có sai có gì thế nữa thì không muốn chỉnh được đâu, chỉ có thể là vô Photoshop mà xóa thôi. Mà xóa xong Photoshop thì nó là một câu chuyện cũng rất là phức tạp. Cho nên là mình khuyến nghị với các bạn là nên sketch cho nó hoàn hảo, sau đó mới đi nét line ở bước thứ 4 này. Rồi ok, sau khi mà đi nét line hoàn chỉnh rồi á, thì các bạn tới cho mình cái bước đó là đi đậm nhạt. Đi đậm nhạt này á, các bạn có thể đi bằng màu nước, đi mực tàu hay là đi bút sáp gì đó, nhưng mà thường nhất á là chúng ta sẽ đi bằng cái mực trắng đen. Mà mình, cá nhân mình là mình hay đi mình dùng mực tàu để mình đi. Mực tàu là cái mực này, là trong clip trước mình cũng có nói rồi. Đây, mực tàu như thế này. Rồi sau đó là chúng ta rót vô một cái chén như thế này. Rồi chúng ta dùng cái cọ brush này nè, và chúng ta mới đi trắng đen ha. Đi trắng đen đi vậy nè. Cái này thì ví dụ như cái chỗ nào mình chưa trắng thì chưa trắng, chỗ nào mình chưa đen thì đen. Đó, trắng đen đậm nhạt ha. Tại vì truyện tranh thì nó không có một cái quy tắc cho các bạn gọi là phải là trắng đen hay phải là đậm nhạt. Nó quan trọng là cái tính cách của bạn á, bạn muốn thể hiện nó như thế nào, nó ra được cái chất của các bạn thôi. Chứ còn cái quy tắc chung thì tối thiểu là các bạn phải phân mảng tối sáng trắng đen cho người ta xem. Thì trong cái bước 4 á, đi đậm nhạt trắng đen này là cái bước sướng nhất. Thì chúng ta đi cọ rồi chúng ta đi trắng đen lả lướt rồi, nó tuyệt vời lắm. Nói chung là cái bước 4 là bước ok nhất, mình thích nhất trong cái bước 4 này. Rồi cái bước thứ 5 là bước như thế nào? Bước thứ 5 là các bạn á, scan. Scan là sao? Là chúng ta đi lấy cái bảng này nè. Đó, chúng ta bỏ lên ra ngoài tiệm photocopy á, chúng ta scan rẻ lắm. Mấy chục tờ cũng có mấy chục ngàn gì đó thôi, không tới mấy chục ngàn đâu, mười mấy ngàn. Thì sau khi mà chúng ta scan xong thì chúng ta có một cái file mềm, chúng ta mới bỏ vô Photoshop, chúng ta mới chỉnh thêm màu sắc đậm nhạt sáng tối vô, thì nhìn nó mới bắt mắt. Đó, đó, sau khi mà đó là nằm với cái bước thứ 5 nha. Bước thứ 5 là bước chúng ta đi scan và chúng ta bỏ lên Photoshop, chúng ta hiệu chỉnh. Rồi trong cái bước thứ 5 này là cái bước cuối cùng luôn, đó là cái bước chúng ta đặt lời thoại vô đó. Nếu các bạn mà không có máy tính hay là không có những cái thiết bị hỗ trợ để mà lên Photoshop thì các bạn hoàn toàn có thể là viết nội dung lời thoại trực tiếp ở trên cái tấm hình đó, như mình cũng được. Cái hồi mà lần đầu tiên vẽ là viết trực tiếp vào đây luôn, không sao hết. Đó, thì
cơ bản là ngày hôm nay mình chia sẻ cho bạn các bạn năm cái bước đó để mà các bạn hoàn toàn có thể vẽ cái truyện tranh theo ý mình ha. Thì để coi, nói chung thì vẽ truyện tranh nó cũng nhiều cái cách lắm, nói chung là nó cũng không thể nhất thiết là như những gì mình nói, nhưng mà mình đúc kết lại là đi theo những cái bước như vậy thì nó sẽ đỡ tốn kém công sức thời gian của bạn nhiều hơn. Nó đỡ cho các bạn tốn công sức lắm. Thì có thể là các bạn vẽ trực tiếp như mình cũng được. Đó là dùng cái bút bi á. Chúng ta vẽ trực tiếp lên luôn, khỏi cần phải sketch hay là phác thảo gì cho nó mệt mỏi hết. Nhưng mà nó đòi hỏi là các bạn phải có cái khả năng vẽ tạo hình nó về mặt hình họa nó phải tốt một chút xíu nha. Tại vì vẽ trực tiếp bằng cái bút bi không cần sketch thì nó đòi hỏi một cái trình độ nó cũng tương đối cứng về mặt hình họa. Thì các bạn, quan trọng là các bạn cứ luyện tập thôi. Mình nói chung là mình cũng đã từng vẽ truyện tranh, nó cũng khá là nhiều á. Nhưng mà nổi tiếng thì chưa thôi, chứ thật ra thì đã thực tập rất nhiều và cũng đã làm nhiều cái đồ án về vẽ truyện tranh, và thậm chí là cái đồ án vẽ minh họa, mình đồ án tốt nghiệp của mình là đồ án vẽ minh họa. Ví dụ như đây là một cái đồ án truyện tranh trong một học phần trong cái hồi mình học đại học. Đây, cái cuốn này cuốn truyện tranh của mình vẽ nè. Đây. Nói chung mình vẽ về chiến tranh thế giới thứ hai, một cái trận ở Trân Châu Cảng. Đó, mình vẽ cũng bằng màu nước, rồi mình lên Photoshop, rồi mình cũng đồ lại, rồi mình cũng đánh cái nội dung lên thôi. Ha. Thì ok, thì cái video này nó cũng đã hơi dài với các bạn rồi. Thì hy vọng rằng là năm cái bước đơn giản mà mình nói nó cũng hơi nhiều này á, nó sẽ giúp ích gì đó cho các bạn trong cái quá trình mà luyện tập vẽ truyện tranh ha. Cố lên, chúng ta đã là đam mê và chia sẻ. Thì các bạn nếu mà có cái câu hỏi hay thắc mắc gì về lĩnh vực vẽ tranh minh họa hay là thiết kế đồ họa thì các bạn có thể comment bên dưới. Mình rảnh thì mình sẽ có thời gian, mình sẽ rep hết cho các bạn, mình hứa là như thế. Nếu các bạn thấy video này nó có một chút gì có ích cho các bạn thì các bạn hãy cho mình một like, một chia sẻ, và tốt hơn nữa thì các bạn cho mình một cái lượt đăng ký kênh. Và ở phần cuối video thì mình có show một cái công việc hiện tại mình đang làm, đó là freelancer nhận thiết kế những cái sản phẩm về đồ họa. Ở cuối video nó sẽ có cái phần đó. Ok, chào tạm biệt các bạn.